lực lì xì. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán, người Việt có tục mừng tuổi hay còn gọi là lì xì cho nhau, đặc biệt là cho những người lớn tuổi và trẻ nhỏ, với lời chúc sức khỏe và bình an. Không biết phong tục mừng tuổi lì xì đầu năm đã có trong đời sống của người Việt từ bao giờ, nhưng có thể nói đó là một nét văn hóa độc đáo trong ngày Tết Nguyên đán. Với người lớn tuổi trong nhà, nó thể hiện tình cảm của con cháu với lời chúc cũng như mong muốn họ có được sức khỏe tốt để sống vui cùng con cháu. Và với lớp con cháu trong nhà, mỗi dịp Tết đến xuân về, có cơ hội được mừng tuổi bố mẹ, ông bà, người thân lớn tuổi là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Còn đối với trẻ nhỏ, khi lì xì, người lớn thường chúc chúng hay ăn, chóng lớn, có sức khỏe và học giỏi, cũng là thể hiện mong muốn của cha mẹ, người thân, họ hàng với lũ trẻ trong nhà. Thế nên có thể nói rằng, ngày Tết nhận được quà mừng tuổi của người thân, đó là một điều may mắn cho cả người nhận lẫn người trao. Vì có khi, trong năm bận bịu công việc, cuộc sống cá nhân, chúng ta không có nhiều thời gian dành cho người thân. Chỉ đến cuối năm là dịp để có thời gian trở về nhà với cha mẹ, ông bà, họ hàng. Ngày bé, lũ trẻ chúng tôi mỗi khi được người lớn mừng tuổi là niềm vui vô bờ bến. Thông thường những phong bao lì xì bên trong không có nhiều, chỉ là tờ 200 đồng hoặc 500 đồng đỏ chót. Thỉnh thoảng sẽ có một ai đó mừng tuổi tờ 10.000 đồng cũng là màu đỏ. Ngày ấy hầu như ai cũng có cùng suy nghĩ, màu đỏ trong ngày Tết là mang lại điều may mắn cho người nhận. Nên dù những chiếc phong bao lì xì đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, tinh thần chứ không nặng nề về số tiền, tất cả mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Việc mừng tuổi người lớn cũng vậy, chẳng ai câu nệ là phải mừng thật nhiều tiền mới là thể hiện tình cảm. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thì tục lì xì mừng tuổi, người lớn mừng trẻ con thêm tuổi mới, con cháu mừng ông bà thêm trường thọ là một nét văn hóa, mang ý nghĩa tốt đẹp. Qua đồng tiền được lì xì, trẻ con có được tự do tiêu hoặc mua đồ chơi mà mình thích. Người già có thêm đồng ra đồng vào mua chầu cau hoặc đồng quà tấm bánh. Người lớn mừng tuổi trẻ con để nhận sự yêu quý từ đứa trẻ. Con cháu mừng tuổi ông bà để người già ban tặng thêm tuổi, theo tinh thần kính già, già để tuổi cho. Về cơ bản, đây là một tập tục hay và có ý nghĩa. Đặc biệt qua đó, nó thể hiện sự quan tâm đến nhau giữa các thế hệ thành viên trong gia đình, dòng họ, mở rộng ra là các mối quan hệ xã hội khác, hàng xóm, láng giềng, bạn bè, thầy trò. Tất nhiên kể chuyện cũ mãi cũng nhàm, vì mỗi thời một khác, chẳng nên mang mãi quá khứ xa mà gặm nhấm. Bây giờ chuyện mừng tuổi đã khác xưa nhiều lắm rồi, nhiều ông bố bà mẹ trẻ mới sinh em bé lại đúng vào dịp Tết, còn đùa nhau năm nay con là lao động chính trong nhà, ý là sẽ được mừng tuổi nhiều. Vì thông thường, ai cũng tự nguyện mừng tuổi đứa trẻ ấy, cũng như một hành động chia vui với hạnh phúc của cha mẹ nó. Thế rồi, qua năm tháng, những đứa trẻ ấy lớn hơn đã có nhận thức được về việc được lì xì của người lớn mỗi dịp Tết đến. Và thường là sau Tết tổng kết cũng có một khoản kha khá, tùy vào mối quan hệ hay thậm chí là địa vị trong xã hội của bố mẹ nó. Nên chuyện được nhận lì xì và nhận được bao nhiêu khá quan trọng với nó hoặc với bố mẹ của đứa trẻ ấy. Thế mới có chuyện. Có đứa trẻ khi được mừng tuổi liền xé luôn phong bao trước mặt người lớn để kiểm tra trong ruột có bao nhiêu tiền. Khi nhìn thấy chỉ là tờ 5.000 hay 10.000 đồng trong đó liền vứt toẹt luôn xuống đất. Trước sự ngỡ ngàng pha phần xấu hổ của người vừa mừng tuổi nó. Với những lời chúc tốt đẹp theo truyền thống ngày Tết. Cũng đôi khi người mừng tuổi sẽ nhận được những lời nhận xét của chính bố mẹ đứa trẻ khi chót mừng tuổi cháu nó ít quá. Rất may là những lời nói ấy chỉ dừng ở mức sau lưng mà thôi. Nhưng rồi ai cũng biết rằng việc mừng tuổi ngày Tết đang dần mang một ý nghĩa khác thường, xa hẳn với quan niệm là một điều may mắn, vui vẻ trong ngày đầu năm mới. Thậm chí với nhiều người, việc chuẩn bị tiền mừng tuổi bây giờ còn lo hơn chuyện sắm Tết. Nhiều khi để không bị mang tiếng sau lưng là ki bo, keo kiệt, số tiền mừng tuổi ra đi sau vài ngày Tết cũng chiếm một góc khá lớn tiền lương thưởng cuối năm của một anh công chức nghèo ăn lương theo ngạch bậc. Nhưng đó mới chỉ là chuyện lì xì phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Còn chuyện nhân dịp Tết,
để bíu xén quả cáp lãnh đạo, mong nhận được chút ân sủng nào đó trong tương lai về công việc, vị trí hay hợp đồng nào đó là chuyện không hiếm. Đã có rất nhiều vị lãnh đạo đã thân bại, danh liệt vì nhận quà biếu không minh bạch của cấp dưới, của những người muốn nhờ cậy quyền lực của họ để mưu cầu làm ăn thuận lợi, được lãnh đạo phê chuẩn dự án nọ, dự án kia. Kẻ cầm quà đi biếu cũng chẳng sung sướng gì vì sau đó lại phải nghĩ đến việc cắt chỗ nọ, xén chỗ kia trong dự án để mà bù vào chỗ quà cho lãnh đạo mà làm thâm hụt ngân sách của dự án. Còn người nhận quà thì mỗi ngày lại muốn gói quà lớn hơn. Cũng giống như những đứa trẻ bây giờ đã được tập thành một phản xạ có điều kiện là mỗi năm lại mong được nhận tiền lì xì nhiều hơn. Về vấn đề này, tiến sĩ Đinh Đức Tiến cho rằng, tuy nhiên trong xã hội hiện đại, ngoài tập tục được duy trì với ý nghĩa tốt đẹp, thì nhiều người lợi dụng việc này để trao đổi với các động cơ khác nhau. Chẳng hạn như hối lộ, nhận hối lộ bằng việc lì xì, hoặc lợi dụng chuyện lì xì để chạy chức chạy quyền mua bán địa vị. Rõ ràng những hành vi đó là biến tướng, hoặc mỗi cá nhân lợi dụng vào tập tục này để trục lợi. Vì vậy, việc lì xì xưa số tiền không nhiều nhưng có ý nghĩa về mặt văn hóa. Ngày nay số tiền lì xì nhiều hơn và trở thành gánh nặng cho người đi lì xì, vì mừng ít sẽ không nhận được sự hài lòng từ người được nhận. Rõ ràng giá trị văn hóa đang bị thay đổi và chuyển sang sức nặng của vật chất. Điều này lâu dần sẽ làm méo mó của tập tục lì xì ngày Tết. Có lẽ tất cả chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều đang cùng tự đẩy mình vào áp lực của chiếc phong bao lì xì giữa cho và nhận. Khi nhận được bao lì xì lớn thì cũng phải nghĩ cách mà đáp trả lại một cách tương xứng. Nếu không muốn lâm vào cảnh đứa trẻ đứng trước mặt ném thẳng cái phong bao lì xì xuống đất. Nam thanh niên đi xe máy đâm vào chốt kiểm tra nồng độ cồn làm đại úy cảnh sát giao thông đa chấn thương. Thưa quý vị và các bạn, nam thanh niên sinh năm 2007 điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, tông trúng đại úy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn dẫn đến đa chấn thương, phải nhập viện. Chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sáng qua, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định gồm 9 người do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng trạm, tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 từ km 1125 cộng 400 đến km 1185. Tổ công tác bố trí lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn tại km 1170 cộng 000 quốc lộ 1 thuộc thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đến trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô không gắn biển số do nam thanh niên điều khiển chạy hướng Bắc Nam nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga bỏ chạy và tông vào người đại úy Nguyễn Đình Long, cán bộ tổ công tác, làm cả hai ngã xuống đường. Tổ công tác ngay sau đó đã bắt giữ nam thanh niên, còn đại úy Nguyễn Đình Long bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra ban đầu, đại úy Nguyễn Đình Long bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mắc chân bên phải, hiện đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Qua khai thác thông tin ban đầu xác định, phương tiện vi phạm có biển số theo giấy đăng ký xe là 47E1-37859, số loại Winner, dung tích xi lanh 149cm khối, chủ xe là Huỳnh Thị Hát, sinh năm 1964, chú Lộc Phước, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk. Còn người điều khiển phương tiện vi phạm là Trần Nguyễn Hoàng An, sinh năm 2007, trú tại Lộc Phước, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk. Kiểm tra nhanh kết quả Trần Nguyễn Hoàng An âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ tiến hành điều tra xác minh xử lý vụ việc theo quy định.